Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi đến nhà của Duy Hiếu, cũng trời cũng khá tối, làm cái clip giới thiệu về những cây phô mai tại đây cho quý vị cùng giao lưu nha. Rồi hôm nay có gì Hiếu ơi? Em chào anh Tấn. Hôm nay em có được 10 phô mai vàng và 4 phô mai tứ quý, muốn gửi đến cô bác anh chị trên mọi miền đất nước cùng xem. Đây là phô số 1 là phô mai vàng. Mai vàng. Dạ, phôi này phôi số 1, cái cũ ha. Đó. Cũ. Rồi, chiều cao, em cho cái chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 39. Rồi. À, hoành thân luôn. Rồi mới quay vòng cho cô bác mình tham khảo. Rồi, hoành thân ngay vị trí đi. Này là 22, 23 đến 22 nè. Rồi. Rồi em đo cái cũ luôn, cái cũ này quá trời luôn. Quá lùng lực gót luôn. 55. 55. Dạ. Đó, quay một vòng cho cô bác tham khảo nè. Đó. Hết biết luôn cô bác ơi. Phôi số 1 em giao lưu với cô bác là 4,2 triệu ha. Rồi quay thêm dạ. Chút mấy người. Đây. Quá dữ, đế khủng khiếp nha cô bác. Đó. Rồi. Đưa qua, họ đưa qua đây vẽ nó đầy. Đây. Đây là phôi số 2. Phôi này là phôi dán trực, chi cành có mau chơi luôn nha cô bác. Đế cũng dữ luôn nha cô bác. Chung em mua lô cây này 50 cây mà em chưa quay kịp. Chung bữa nay em quay mười mấy cây thôi. Rồi cao. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh 89. Bữa nay chín không cô bác ơi. Rồi chi cành dạ. Có. Dạ chi cành có dán chật luôn, mau chơi luôn cô bác ơi. Hoành thân ngay vị trí này 28. Rồi. Dạ đế đây, đế cũ không đây nè, nó quái nè, nó. Mã số 2, em giao lưu với cô bác là 2,7 triệu. Rồi, bao ship toàn quốc. Dạ, em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0907 864 124. Rồi, số đó là số Zalo luôn nha cô bác. Số điện thoại có để dạ. Trên màn hình luôn á. Đây là phôi số 3 nha cô bác. Đây, đó. Phôi số 3. Để quá trời để luôn cô bác ơi. Em đo hoành thân. Em cho thông số chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 82. Rồi. Em cho hoành thân ngay vị trí này là 29. Rồi con nhớ dạ. À, có những con tử đeo theo mẹ nó nè. Đó. Mã số 3 em giao lưu với cô bác là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Dạ, 3,5 triệu. Quay vòng nữa nè. Đây đế nè, cây cô bác dữ lắm đế nha cô bác. Cây em nói chung là khá cây không à. Đó. Rồi. Mã số 4, cái này nó quái, nó này nó như coi cái con gì mà cũng không biết nè, nó. Rồi em cho thông số chiều cao, chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh 97. Rồi. Dạ. Hoành thân luôn đi rồi em quay vòng cho cô bác tham khảo. Hoành thân 30 ngay vị trí này nha cô bác. Rồi. Dạ, đây em đo chính xác luôn, 30, 29 thôi. Rồi. Dạ. Quay. Đây đế nè, nó đế quái. Đó. Cây này nó có như cái bàn tay nè, cái thân này em không có cắt để về cho qua bác mình muốn chơi làm sao chơi đây nè. Nè. Đây nè, nó có bàn tay nè, đó. Dạ. Trả lại chút. Dạ, đây. Đó, nó có như bàn tay mình nè, đó. Quay. Dạ. Mã số 4 này em giao lưu với cô bác là 3,9 triệu. 3,9 triệu. Dạ, mã số 4. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Khá cây lắm nha cô bác. Cây của em săn này, lô này đẹp. Đây. Mã số 5 nha cô bác. Thân lượng lắm. Đó, đế khủng luôn. Em cho chiều cao. Từ mặt bầu lên tới đỉnh 86. Rồi. Hoành thân. Chưa, dính bên kia rồi. Đội đội cùng u. Dạ. Đây. Hoành thân 27. 27. Dạ. Rồi. Đây, này là đế nơm cao ha, mà chi cài thân lắc luôn. Chi cành có luôn. Đó. Mã số 5. Em giao lưu với cô bác là 2,3 triệu. 2,3 triệu. Dạ, mã số 5. Rồi, quay giá là 2,3 triệu. Đó. Quay. Rồi, 2,3 triệu. Dạ. Đây, mã số 6. Đó, cụ đế này cô bác.
chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 72. Rồi. À, hoành thân 21. 21. Dạ, cái cũ nè, đây nè, anh đo cái cũ tham khảo thôi. Nói chung 50. Rồi. Dạ, vậy. Đây, đấy. Cái mã số 6 này em giao lưu với cô bác là 2 triệu. 2 triệu. Dạ. Mã số 6 có giá là 2 triệu. Rồi. Đây, mã số 7 ha. Này mình nó có cây tử mà nó xù luôn. Nó xù trên đầu. Em đo chiều cao trước đi rồi quay. Chiều cao là từ mặt bầu lên tới đỉnh là 79. Rồi, 79. Dạ. Xù đó. Đây, xù đen nè, đó. Đây, xù hết trơn cái khúc này hết trơn. Đây. Quay vòng. Dạ, nè nó. Cây này sau này là mình xù nó chảy xuống hết luôn nha cô bác. Đó. Nó có cây tử nè. Nè nó đeo theo mẹ nó nè. Đó, đế xù mà đế giữ. Rồi. Đó, mã số 7 nha cô bác. Chiều cao là 79, em đo cái thoa hoành thân. 26 hoành thân. Rồi. Dạ. Rồi, mã số 7 này em giao lưu với cô bác là 3 triệu rưỡi. Mã số 7 cây xù nha cô bác. Đổi thôi. Đây, mã số 8. Cây này dán bay. Cây quá đã khéo cây luôn. Cũ đế. Chiều cao từ cái từ mặt bầu mà ra tới cái cành bay đó nè. 115. Rồi. Dạ, hoành thân. Hoành thân 20. 20. Dạ. Đây, nè đế nè, cây nhỏ mà nó khéo cây lắm nha cô bác. Đó. Cây này mã số 8 nha cô bác. Mã số 8 em giao lưu với cô bác là 1 triệu 8. Rồi, đói. Đây. Mã số 9. À, lùng lực cũ. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 41. Hoành thân ngay vị trí này 22. Rồi. Dạ. Đây nó có cái củ đây à, đó, cái lưng nè đó. Mã số 9 này em giao lưu với cô bác là 1 triệu 2. Triệu 2. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn nha cô bác đó. Đây mã số 10 nè, để cũng khéo cây luôn nha cô bác. Đó, lùng lực. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh 41. Hoành thân 24. Quay. Dạ, đây. Đó. Mã số 10 giao lưu là 800k. Rồi, 800k. 800. Lùng lực luôn nha cô bác. Bao ship toàn quốc. Dạ, em bao ship toàn quốc. Rồi, số điện thoại mình có để. Số điện thoại của em là 0907 864 124. Đây, mã số 11 là một phôi mai tứ quý. Tàng đa, chi cành có luôn nha cô bác. Đó, đế là nè, đế quái. Em cho chiều cao trước. Hoành thân. Hoành thân ngay vị trí này 38. Rồi, quay vòng đế luôn. Quay đây, quay vòng đế cho cô bác đi, em cho chiều cao. Cao sao? Dạ. Đó, đế quái nha cô bác, đế nó chảy đều hết. Rồi. Chiều cao, từ mặt bầu lên tới đỉnh 97. Rồi, quay vòng nữa. Dạ. Coi chi cành. Đó, chi cành đều này mình về mình chơi tầng đa nha cô bác. Rồi, giá luôn. Mã số 11 em giao lưu với cô bác là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Dạ, 2 triệu rưỡi. Rồi, bao ship toàn quốc. Dạ. Đây, mã số 12 cũng là một phôi mai tứ quý luôn. Đó, đế nè. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh 75. Rồi, quay vòng. Dạ. Đây, đó, đế nè. Đó. Rồi, hoành. Hoành thân 37. Rồi. Đó. Đây này cũng về mình chơi đằng đa luôn nha cô bác. Rồi, mã số 12 này em giao lưu với cô bác là 2 triệu rưỡi luôn. 2 triệu rưỡi. Dạ, đồng giá. Bao ship toàn quốc. Dạ, em bao ship toàn quốc. Rồi. Đây, mã số 13 cũng là một phôi mai tứ quý luôn. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 72. Rồi. Đây, đế nè cô bác ơi. Đó, đế nôm.
hoành thân, 24 hoành thân ngay vị trí này. Dạ. Mã số 13, em giao lưu với cô bác là 1,2 triệu. Quay. Rồi. Đây. Mã số 14. Đó. Chiều cao. Chiều cao. Cây này quái cây nha cô bác. Tư quý luôn nha cô bác. Từ mặt bầu lên tới đỉnh là 60. Rồi. Dạ. Đây đế này, hoành thân. Trời lộn thôi. 26 hoành thân ngay vị trí này. Rồi quay. Dạ. Đây đế mã số 14 em giao lưu cũng là 1,2 triệu luôn, cũng đồng giá luôn. Rồi, rồi hôm rồi. Nay Di Hiếu cũng có 14 phôi mây vàng và 4 phôi mây tứ quý, cũng muốn gửi đến cô bác anh chị trên mọi miền đất nước cùng xem. Rồi cũng cảm ơn những clip vừa qua cô bác đã ủng hộ cho Di Hiếu. Di Hiếu cũng thành thật cảm ơn cô bác và mến chào cô bác. Rồi, mến chào tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại vào những clip sau.